Cô chào các em. Cô rất vui lại được đồng hành cùng các em qua tiết tập đọc lớp 3. Trước khi học bài mới, cô và các em cùng xem lại bài tập đọc đôi bạn. Bây giờ, cô có một câu hỏi. Các em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để trả lời cho câu hỏi này nhé. Câu hỏi của cô như sau. Qua câu chuyện đôi bạn, em thấy những người làng quê như thế nào? A. Có phẩm chất tốt đẹp. B. Sẵn sàng hy sinh cứu người. C. Sẵn sàng chia sẻ khó khăn. D. Cả ba ý trên đều đúng. Như vậy, ở bài tập đọc các em được tìm hiểu thì các em đã biết những người ở làng quê họ luôn có những phẩm chất tốt đẹp. Họ sẵn sàng hy sinh cứu người, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn khi gặp phải. Như vậy, chúng ta ở câu hỏi này sẽ lựa chọn đáp án D, cả ba ý trên đều đúng. Cô chúc mừng những bạn đã lựa chọn đáp án đúng nhé. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng quan sát những bức tranh sau. Bức tranh là hình ảnh một cây rơm, các bạn nhỏ đang chơi trò trốn tìm. Một đầm sen nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Một người phụ nữ trên vai với đôi quang gánh, tay dắt em nhỏ đi trên đường làng rực bóng tre. Khi quan sát những bức tranh này, các em có suy nghĩ gì không? À, chắc hẳn tâm trạng của các bạn rất bồi hồi nhớ về quê hương phải không nào? Các em ạ, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người. Dù có đi đâu về đâu, mỗi người chúng ta vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ quê mẹ. Nơi mẹ được sinh ra cũng chính là quê ngoại, một nơi chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ. Thì trong các em, đã bao giờ các em về quê ngoại chưa? À, vậy thì tiết học hôm nay, cô và cùng các em cùng bạn nhỏ về quê ngoại của bạn qua bài tập đọc. Về quê ngoại nhé! Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 133. Bây giờ, các em hãy bấm dừng máy để lắng nghe cô đọc, hoặc các em quan sát bài đọc ở trong sách giáo khoa để đọc theo cô nhé. Về quê ngoại, em về quê ngoại nghỉ hè, gặp đầm sen nở mà mê hương trời, gặp bà tuổi đã 80, quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa, gặp trăng gặp gió bất ngờ, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu, bạn bè ríu rít tìm nhau qua con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Về thăm quê ngoại lòng em yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người. Em ăn hạt gạo lâu rồi, hôm nay mới gặp những lợ người làm ra, những người chân đất thật thà, em thương như thể thương bà ngoại em. Chữ Văn Long. Khi đọc bài thơ này, các em chú ý cho cô những từ ngữ sau: đầm sen, ríu rít, mát rợp, thuyền trôi. Từ đầm sen các em chú ý cho cô âm sờ. Từ ríu rít các em chú ý cho cô vần ít. Từ mát rợp các em chú ý cho cô vần át. Và từ thuyền trôi các em chú ý cho cô âm đầu trở. Các em hãy bấm dừng máy để đọc lại các từ này cho cô nào. Ngoài đọc, khi các em chú ý những từ khó, các em còn chú ý cho cô ngắt nhịp thơ. Và đây là bốn dòng thơ mà khi đọc các em chú ý nhịp thơ cho cô nhé. Dòng thơ em về quê ngoại nghỉ hè, các em ngắt cho cô nhịp 4-2. Gặp đầm sen nở mà mê hương trời,
Các em chú ý cho cô nhịp 4-4. Gặp bà tuổi đã 80. Các em chú ý cho cô nhịp 2-4. Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa. Các em chú ý cho cô nhịp 2-2-4 nhé. Các em hãy bấm dừng máy, đọc lại cho cô những dòng thơ này nào. Rồi, cô cảm ơn các em. Để đọc tốt bài này, khi đọc các em chú ý cô phân đoạn như sau. Bài này cô chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến lá thuyền trôi êm đềm. Ở đoạn 1 này cô chia làm hai phần. Phần 1 là 6 dòng thơ đầu. Phần 2, 4 dòng thơ tiếp theo. Và đoạn 2 chính là phần còn lại. Các em chú ý. Trong bài còn có những từ khi đọc các em cần hiểu nghĩa của nó. Như từ, nghĩa của từ hương trời, ý nói rằng mùi thơm của hoa sen tỏa ngát trong không gian đấy các em ạ. Và từ chân đất, ý nói về người nông dân khi làm việc, họ hay mang, không có mang dép, cho nên người ta họ là hay nói là người nông dân chân đất là vậy các em ạ. Bây giờ, cô và các em sẽ sang phần tìm hiểu bài nhé. Các em hãy đọc lại đoạn 1 và cho cô biết bạn nhỏ ở đâu về thăm quê. Các em đã biết bạn nhỏ ở thành phố về quê, về thăm quê ngoại. Vậy, nhờ đâu em biết được điều đó? À, các em đã biết nhờ sự ngạc nhiên của bạn nhỏ khi bắt gặp những điều lạ. Bạn đã nói, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Điều này có nghĩa rằng bạn nhỏ từ thành phố về thăm quê đúng không nào? Vậy thì quê ngoại của bạn ở đâu các em? Quê ngoại của bạn ở một vùng nông thôn rộng lớn. Vậy, khi lần đầu về thăm quê ngoại, bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ nào? À, các em đã biết, bạn nhỏ thấy ở quê có nhiều điều lạ là có đầm sen nở, thơm ngát, có trăng, có gió, có bạn bè thân thiết. Có con đường rợp đất rực màu rơm phơi, có bong tre mát rợp, có vầng trăng như thuyền trôi và những con người đã làm ra hạt gạo. Các em ạ, mỗi làng quê ở nông thôn Việt Nam thường có những đầm sen, vào mùa hè sen nở, gió đưa hương sen bay đi khắp ngôi làng. Và vào những ngày mùa, những người nông dân gặt lúa, họ tút lấy hạt thóc vàng rồi mang rơm ra phơi ngay trên con đường làng. Những sợi rơm vàng thơm làm cho con đường làng trở nên rực rỡ, sáng tươi. Và vào ban đêm, ở làng quê, điện không sáng như ở thành phố, nên chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được ánh trăng sáng trong. Khi về quê, bạn nhỏ không những được thưởng thức vẻ đẹp của làng quê mà bạn còn được tiếp xúc với những người dân quê. Vậy, khi bạn nhỏ về quê, bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo? Như vậy, chúng ta đã biết, khi bạn về quê, bạn thấy những người làm ra hạt gạo, bạn đã thấy họ rất thật thà, bạn nhỏ thấy quý mến và thương yêu họ như chính người thân và bà ngoại của mình vậy. Vậy các em hãy cho cô biết, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào sau lần về quê chơi? À, bạn nhỏ về thăm quê ngoại, bạn thấy thêm yêu cảnh đẹp ở quê và người nông dân đã làm ra thóc lúa đúng không nào? Với bạn nhỏ thì rất yêu cảnh đẹp và con người ở quê hơn. Vậy với các em thì các em sẽ như thế nào với quê ngoại của mình? Cô hy vọng các em sẽ luôn yêu quý và dành những tình cảm tốt đẹp cho quê ngoại của mình nhé. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài tập đọc. Bây giờ, cô và các em cùng chuyển sang phần học thuộc lòng nhé.
Chúng ta sẽ đến với luyện học thuộc lòng bài thơ. Khi đọc thuộc lòng bài thơ, các em hãy chú ý che bớt những từ ngữ trong một số câu văn, câu thơ để chúng ta luyện đọc cho nhanh thuộc nhé. Và đây chính là cô đã che bớt đi. Bây giờ các em có thể tham khảo nhìn lên, bấm dừng máy để luyện đọc. Sau khi luyện đọc xong bài thơ, các em hãy nhờ ba mẹ của chúng ta khảo lại bài nhé. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Các em ở nhà hãy học thuộc lòng bài thơ và ghi nhớ nội dung bài, tập trả lời các câu hỏi đã học và xem trước bài Mồ côi sự kiện. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em!